Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh kỹ thuật ghép cây của mình. Thì hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ cho bạn về cái cây sung mỹ. Thì hiện tại ở cái farm sung mỹ của mình đang trồng khoảng 1.000 gốc sung mỹ nhé. Và hiện tại đây thì khoảng 300 gốc đang trong quá trình bắt đầu cho trái. Thì các bạn thấy đây là những cái cây sung mỹ này. Cái này thì mình đã trồng được 2 năm và đang bắt đầu cho trái ở đây. Hay là những cái này nó cũng đang trong quá trình bắt đầu cho trái nhé. Đây, thì cái cây sung mỹ này thì mình trồng ở Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An các bạn nhé. Nên nếu mà mọi người có nhu cầu hợp tác kinh doanh cái sản phẩm của cái cây sung mỹ này thì có thể liên hệ với mình theo số điện thoại 0377841339. Mình là Thiền nhé. Đấy, thì mọi người có thể liên hệ theo mình theo số điện thoại ở trên, hoặc là tìm hiểu ở phần giới thiệu kênh của mình thì mình có để lại địa chỉ cũng như là Facebook và số điện thoại của mình. Thì cái mục tiêu của mình là mình muốn làm một cái farm sung mỹ. Thứ nhất là mình không trồng bằng cái phương pháp nhà màng nhà lưới, mà mình sẽ trồng lồ thiên ở đây. Thì mỗi một phương pháp thì ví dụ trong nhà màng trong nhà lưới thì nó có những cái ưu điểm ưu việt hơn, nhưng mà cái chi phí đầu tư của nó cũng khá là lớn. Còn khi mà các bạn trồng không sử dụng cái phương pháp trồng nhà lưới thì nó cũng có những cái ưu điểm khác, vì quả nó sẽ phát triển cân đối hơn, cũng có thể là nó sẽ ngọt hơn. Đấy, đây toàn bộ những cái cây sung này nó đang bắt đầu trong quá trình cho quả này các bạn nhé. Thì khoảng tầm 2 tháng 2 tháng rưỡi nữa là mình sẽ thu hoạch lứa đầu tiên của những cái cây này. Thì đây là những cái cây sung mình mới trồng được khoảng 6 tháng nhé. Đấy, sau 6 tháng chăm sóc thì nó đã cho quả rồi. Đây, đây là cái cây bắt đầu đợt này thì nó mới cho quả nhiều. Lần trước thì nó đã ra bói một quả đây các bạn thấy nhé. Đấy, là quả này thì nó tương đối dài, và khi mà lớn thì nó gần chín thì quả nó sẽ rất là to. Đấy, thì nếu mà các cái cửa hàng thực phẩm sạch hoặc các cái đối tác chuyên kinh doanh các cái sản phẩm mà rau quả sạch thì có thể liên hệ với mình, tại vì mình trồng những cây sung mỹ này là mình sử dụng hoàn toàn bằng các phương pháp hữu cơ hết, từ cái khâu làm đất các bạn nhé, cho tới bỏ phân này và chăm sóc cây. Thứ nhất là mình sẽ sử dụng phân hữu cơ, và các bạn thấy đây là những cái bạn mía này, rơm rạ mình ở đây. Mình ủ đất, và ở trên đất thì nó có còn cỏ trấu nữa, vỏ trấu các bạn nhé. Đấy, mình sẽ tạo nó mun nữa. Còn ở giữa những cái chỗ này thì nó có các cái phân hữu cơ hoai mục từ các cái động vật đấy thải ra. Đấy, mà cụ thể đây là phân trâu bò thì mình tận dụng nó là phân hữu cơ này. Còn về các cái biện pháp chăm sóc khác thì hệ thống tưới thì mình ở đây là có hệ thống tưới nước từ đồng, đây mình đã đặt hết ở đây. Và ở cái vườn này thì mình có khoảng 500 gốc ở đấy các bạn nhé, và riêng cái vườn này thì nó đang khoảng tầm hơn 200 gốc đang bắt đầu cho quả. Đây, còn về khâu chăm bón thì mình hoàn toàn không sử dụng thuốc hóa học các bạn nhé, các loại thuốc hóa học, và mình chỉ sử dụng rất hạn chế các loại thuốc sinh học thôi, và xử lý thủ công. Đấy, bạn thấy đây là cái vườn của mình. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi xem một cái vườn khác của mình nữa, cũng khoảng tầm 500 gốc, nhưng mà ở cái vườn ngoài này thì nó trồng sau cho nên nó một số thì đang bắt đầu cho quả bé thôi, đang còn ít. Đấy các bạn này, đây là những cây đã 2 năm tuổi, rất là nhiều. Thực ra ở vườn mình thì nó gần như có đầy đủ các loài cây ăn quả, nhưng mà nó đang trong quá trình trồng và chăm sóc thôi, còn cũng chưa được thu hoạch nhiều ở những cái cây đấy. Và thực ra mục tiêu của mình vẫn là trồng cây sung mỹ này. Các bạn thấy đây là những cái phân chuồng hoai mục. Đây, mình đã chuẩn bị để cho quá trình bón phân ở đây. Đây là một cái vườn khác của mình nhé. Thì ở cái vườn này thì nó cũng có khoảng 500 gốc ở đây.
Và đây là những cây trồng trước này, cái lứa này là trồng trước với cái lứa ở cái vườn phía bên trong lúc nãy mình cho các bạn xem đấy. Còn đây toàn bộ những cây này nó còn khá là bé. Và mình ở đây thì cái thời tiết cho Nghệ An mình, đặc biệt là ở khu vực Nghệ An của mình, nó rất là nắng nóng, cho nên là mình phải dùng rơm rạ để tủ che gốc nhé. Thứ nhất là để tạo độ ẩm và che bóng cho cây này. Ở giữa thì mình có rải trấu ở đây, những cái trấu ở đây đây các bạn nhé. Đây là những cái cây sung Mỹ đã trồng được khoảng 2 tháng đấy đó, những cây kia cũng thế. Và mình đang trong quá trình làm cỏ ở đây. Và với những cái cỏ này thì mình sẽ sử dụng phương pháp thủ công thôi đấy. Với những cỏ cái này thì nó lan rất là nhanh và mình phải xử lý thủ công bằng tay, mình hoàn toàn không sử dụng thuốc diệt cỏ các bạn nhé. Còn đây là những cây lớn hơn thì có những cây này nó đã có những cây nó đang bắt đầu ra quả bói này, nó sẽ có nách ở đây, hai nách ở đây là nó sẽ ra một quả đấy. Thì các bạn thấy đây là mình đang xử lý hoàn toàn bằng cái phương pháp thủ công, tức là mình nhổ cỏ đấy, và chính xác là mình nhổ cỏ bằng tay. Đây mình sẽ cho các bạn xem đấy các bạn nhé. Ở bên này thì mình đang trong quá trình chưa xử lý tới, còn ở bên này thì là mình đã xử lý rất là sạch đây, nên là mình đang cố gắng xây dựng cái mô hình trồng súng Mỹ hữu cơ, cho nên là mình sẽ hoàn toàn không sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật bằng hóa chất, bằng chất hóa học đấy. Và mình sẽ cố gắng hạn chế sử dụng các cái chế phẩm sinh học, và mình sẽ sử dụng các cái chế phẩm sinh học mà từ pha chế để chăm sóc cây, cũng như là có thể là xử lý các cái loại côn trùng gây hại đối với cái loại cây này. Thì các bạn thấy đây thì mình đã mua rơm rạ của bà con về, mình tủ gốc hết rồi đây. Còn về đây là những cái cây mà mình trồng đây, các bạn thấy những cây này nó khá là lớn rồi. Và mình ở đây thì mình toàn xử lý cỏ bằng phương pháp thủ công thế này. Thì nếu mà mọi người có cái nhu cầu hợp tác kinh doanh, hoặc là các bạn có cái vấn đề gì liên quan đến cây súng Mỹ mà cần hỏi, thì có thể là gọi ngay cho mình theo số điện thoại 0377841339 nhé. Mình là Thiền nhé. Các bạn có thể search ở trên Google Farm Súng Mỹ Đức Thiền ở Nghệ An, hoặc là vào kênh kỹ thuật ghép cây, thì các bạn có thể có thông tin của mình ở trên đấy, thì các bạn có thể liên hệ với mình. Thì mình sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho các bạn liên quan đến cây súng Mỹ này nhé. Đấy, thì các bạn thấy mình hoàn toàn xử lý bằng phương pháp thủ công thôi. Đây, những cái cỏ này thì mình phải đào tận gốc thế này.
thành ra mình phải sử dụng cái phương pháp thủ công hết nó. Tại vì nếu mà khi các bạn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đặc biệt là thuốc cỏ hay là thuốc lưu dẫn thì nó sẽ tồn dư lại ở trong đất rất là lâu, và nó có thể là khi mà nó sẽ ảnh hưởng vào cái nguồn nước, hoặc là có thể là tạo dị dạng cho cây. Thì mục tiêu của mình là sẽ hướng đến trong cái cây phun bị theo tiêu chuẩn Việt Gáp, tức là thực phẩm an toàn các bạn nhé, rau quả an toàn. Các bạn thấy ở đây mình những cái cỏ này mình phải xử lý sạch hết thế này đây. Thì clip của mình hôm nay thì chia sẻ tới đây thôi. Nếu mà mọi người thấy hay thì hãy để lại like, cũng như là các cái ý kiến trao đổi, hoặc là các bạn nếu mà có cái xu hướng hợp tác kinh doanh, hoặc là để hợp tác cung ứng sản phẩm ra thị trường, thì có thể là liên hệ với mình theo số điện thoại ở trên kênh của mình, hoặc là liên hệ theo mình theo số 0377 841 339, hoặc là có thể inbox lại cho mình ở trên phần bình luận của kênh, thì mình sẽ liên hệ với mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người nhé.